Ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah, vỗ tay vỗ tay. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mấy bạn có thấy trong video của mình có gì lạ không? Thì chắc chắn là những bạn nào theo dõi kênh của mình sẽ nhận ra đúng không? Là hôm nay mình đã sơm cam rồi nè. Đây, mình đã sơm cam mặt của mình lên cho anh em xem rồi nè. Đó, có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi, anh hãy gọi là sơm cam đi, bởi vì là em muốn nhìn thấy mặt của anh, kiểu kiểu vậy. Và nếu những bạn nào mà muốn trong những video sau mình vẫn sẽ sơm cam á, thì anh em đừng quên là hãy để lại cho video này đạt được 10.000 like anh em. 10.000 like thì những video sau mình sẽ sơm cam lên nha. Đó, sơm cam khuôn mặt của mình lên đó, cho các bạn có thể ngắm được vẻ đẹp trai của mình nha anh em. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha. Thì hôm nay nào, chúng ta sẽ quay trở lại làm thêm một video mini world mới đây. Thì các bạn thấy, xin hiểu bạn, đây chính là Sammy Nướp anh em ơi. Sammy ơi, chào 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 mọi người đi Sammy. Chào chào đi. Hello mọi người, mình là Sammy Đào đây. Thì hôm nay nè, mình có dẫn Sammy vào trong game Mini World để tham gia một con map cùng với mình anh em ơi. Thì con map này chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn đã biết con map này rồi. Bởi vì con map này tính ra là video lần này sẽ là video thứ hai của mình làm về con map này ấy nha. Thì xin giới thiệu các bạn, đây chính là con map ngôi nhà 2 tỷ của Phong Cận TV. Đó, ghê không, ghê không? Đây chính là ngôi nhà 2 tỷ của mình anh em, trong Mini World nha, trong Mini World nha. Chứ ở ngoài đời thật Phong không có nhà 2 tỷ đâu nha. Đây, thì là cái nhà này nè, lần trước là Sammy cũng có làm một cái video review ngôi nhà này rồi phải không? Đúng rồi, nhưng mà có nhiều bạn nói là có nhiều cái thì chưa biết đâu, mà tôi không biết là cái gì hết luôn á. Đúng rồi mấy bạn ơi, trong cái map này nè có rất là nhiều những cái điều rất là thú vị luôn. Nhưng mà lần trước á mình coi cái video của Sammy review á là Sammy review chưa có hết. Cho nên là hôm nay mình sẽ dẫn Sammy vào đây để tham quan ngôi nhà 2 tỷ trong Mini World của mình nha. Đó, ok rồi. Và đây nè, Sammy thấy không? Trước nhà chúng ta là nó có một cái hồ nè, thấy không? Thấy. Đúng rồi, thì làm cách nào để qua bên cái hồ này, trong khi chỗ này thì không hề có một cái cây cầu hay là không hề có một cái con thuyền hay gì cả. Và cách để có thể qua được ngôi nhà 2 tỷ của chúng ta anh em biết là gì không? Ở chính chúng ta sẽ chỉ cần lại đây nè, các bạn nhìn nè, đây chỗ này mình có cái cần gạt nè, thấy không anh em? Mình chỉ cần bật cái cần gạt lên nè, đó là chúng ta sẽ có thể mở được một cái cây cầu bằng đất. Đó, ghê chưa? Cho tôi bốc phốt nhẹ một câu, nghĩ sao vậy cái nhà mà 2 tỷ đã có tiền ra để là xây nhà 2 tỷ không xây nổi cái cầu, xây cái đất là cái gì vậy? Trời ơi, ơi. Điều này nè. Cái này là cái chống trộm của người ta, bà hiểu không? Nè bà nhìn thấy không? Bây giờ nếu như mà có cái cây cầu á thì bất cứ ai cũng có thể qua nhà tôi được rồi. Để chống trộm thì tôi phải làm cái cây cầu bí mật nè, đó, ẩn cái cầu đi nè, là không ai có thể gọi là qua được nhà tôi, trừ cái việc người ta sẽ phải bơi qua, hiểu không? Còn người ta không muốn bơi qua thì người ta phải biết cây cầu bí mật này, đó, bật lên thì nó sẽ hiện cái cầu bí mật ra. Đó, nghe chưa? Đó, bởi vậy cho nên là cái này là dùng để chống trộm, bà hiểu không? Hiểu chưa Sammy Nướp? Trời ơi, nướp gì đâu á. Ok, rồi đi qua nè. Đây, đi qua. Đó, thì vào trong ngôi nhà này á thì mình xin nói trước với bạn nha. Bạn nào mà tham quan cái map này của mình á thì các bạn nhất quyết phải xem hết video này, bởi vì ngôi nhà của mình là một ngôi nhà chống trộm rất là tinh tế luôn. Đây, mình sẽ cho anh em xem nha. Sammy lại đây, Sammy lại đây. Đúng rồi, đứng đó, xong Sammy bấm cái nút để mở cửa đây. Rồi. Bùm, đó là Sammy sẽ bị rơi xuống nham luôn. Đó. Rồi xong chết queo luôn các bạn ơi. Rồi xong, Sammy đã bị biến thành cá mập nướng luôn các bạn ạ. Trời ơi, dùng ngay dùng. Thì đây nè, mấy bạn xem nè, chỗ này nè, khi chúng ta đứng ở đây đúng không? Chúng ta chỉ cần bấm nút một cái thôi thì nó sẽ có một cái bẫy. Thì cái bẫy này dùng để chống trộm anh em ơi. Và bên dưới cái bẫy này là có lava nha. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Thì làm cách nào để chúng ta có thể vượt qua được cái bẫy này thì mình sẽ chỉ cho anh em nha. Các bạn chỉ cần đi qua bên cái cây bên đây nè. Đây, qua đây các bạn thấy không? Bên đây nè, mình có để một cái bảng có tên là hệ thống chống trộm anh em thấy không? Thì chúng ta chỉ cần gạt cái cần này để chúng ta tắt cái cần gạt này đi. Sau chúng ta sẽ quay lại đây. Đó, quay trở lại cái map của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần bấm nút thì cái bẫy sẽ không hiện ra nữa. Đó, ghê chưa? Ôi, hèn gì, còn cái chữ đầu kia tôi không biết là cái gì hết luôn. Tôi gặt hoài mà không bị ra gì luôn á. Trời ơi, Sammy nước quá, Sammy không biết gì á, trời ơi, hết trơn á. Nè, bấm cái nút này không? Là nó không hiện cái bẫy nữa mà nó sẽ mở cửa cho chúng ta vào nhà. Đó, rồi vào đi, vào đi. Tiếp theo đó nữa là đến cái phần nào ta? À đây, đây. Chỗ này lần trước là Sammy cũng xem mày phải không? Đúng rồi. Thì đây, xin giới thiệu với mấy bạn nha. Thì đây, chỗ của mình có một cái cần gạt nè. Chỗ cái chuồng gấu trúc của mình có một cái cần gạt. Và cái cần gạt khi các bạn bật nó lên thì nó sẽ hiện các bạn một căn hầm bí mật ở bên dưới đây. Các bạn đi xuống căn hầm bí mật này thì bên dưới căn hầm bí mật này nó sẽ có một cái hệ thống gọi là
gì ta, để gọi là giúp chúng ta chống lại gọi là thiên tai, chống lại gọi là ngày tận thế anh em. Thật sự nha, là có rất là nhiều người họ sợ ngày tận thế luôn, cho nên là mình đã xây một cái gọi là một cái căn hầm bí mật để chúng ta chống lại ngày tận thế. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ nha, có ngày tận thế đi thì chúng ta có thể lên trên mặt trăng để chúng ta sống luôn á, nghe ghê không? Đây các bạn nhìn nè, ở đây mình có hỗ trợ cho chúng ta một cái phi thuyền nè, đó. Thì cái phi thuyền này á là chúng ta có thể dùng để bay lên mặt trăng nha. Mà ở chỗ này các bạn thấy không, nó bị đóng lại nè. Bây giờ chúng ta chỉ cần bật cái cần gạt lên thì cái này nó sẽ mở ra và chúng ta leo lên phi thuyền, sau đó chúng ta sẽ bay lên mặt trăng đó. Như vậy là chúng ta có thể lên được mặt trăng rồi mà không cần lo gọi là bị ngày tận thế nè, hiểu không? Mặc dù là ngày tận thế mình biết là sẽ không có thật đâu, cho nên là các bạn cứ yên tâm nha. Đó, rồi xong phi thuyền bay mất tiêu luôn rồi. Rồi xong. Đây. Mất tiêu phi thuyền luôn. Rồi xong, mất mấy tỷ luôn. Rồi đó. Xong luôn. Rồi không sao cả bạn ơi, chạy đi. Chạy đi. À, mà không những vậy nữa nha, bên dưới đây nè, Sammy coi nè, trong những cái rương này còn có đồ ăn nữa nè, thấy không? Quá trời đồ ăn luôn. Ôi, có súng có đồ luôn á. Trời ơi, ông làm sát thủ sao vậy? Trời ơi. Ủa, cái cây súng này là dùng để gọi là đánh lại mấy con quái vật người ngoài hành tinh đó, bà hiểu không? Hoặc là mấy cây súng này mình dự trữ để chẳng hạn như là có ăn trộm hay gì nó vào trong nhà mình thì mình có súng để mình chống lại nó, hiểu không? Ok ok, ghê ghê. Không biết hết trơn á. Ok, lên đây, tôi sẽ dẫn bà đi những căn hầm bí mật khác nè. Đi theo tôi. Lên đây. Rồi, tiếp theo đây nè các bạn ơi. Trong video lần trước mà Sammy làm review về cái căn nhà của mình đó thì mình đã phát hiện ra Sammy đã bỏ lỡ một thứ rất là hay trong ngôi nhà của mình luôn mà Sammy không biết. Bây giờ mình sẽ dẫn Sammy đi tham quan nha. Thì đây, đầu tiên nè, chỗ này thì chắc là Sammy biết rồi đúng không? Chỗ này có một cái căn hầm bí mật nè. Đây, bật căn hầm bí mật lên. Nó sẽ mở chúng ta một căn hầm bí mật. Rồi Sammy xuống dưới đi. Rồi xuống đây. Tôi chạy với nè. Đây, sau khi xuống đây nè, Sammy thấy không? Trời rất là tối luôn. Bây giờ chúng ta chỉ cần bật đèn lên. Đó, bật đèn lên nè, thấy không? Đó, đèn sáng ơi là sáng luôn. Rồi, qua đây. Đây, mình xin giới thiệu cho những bạn nào mà không biết gọi là về căn nhà của mình luôn nha. Thì căn nhà của mình có một cái căn hầm bí mật thứ hai anh em ơi. Và căn hầm bí mật này chính là một căn hầm rạp chiếu phim anh em ạ. Đó, ghê chưa? Đây, chỗ này nè, nó có một cái rạp chiếu phim nè, thấy không? Đó, chúng ta chỉ cần ngồi ở đây, đó, ngồi ở đây và xem phim. Đó, ngồi ở đây, xem phim cùng gia đình, xem phim cùng người yêu. Đó, rất là hay luôn, rất là vui luôn nha. Kiểu như chúng ta có bạn bè đi, chúng ta kêu bạn bè chúng ta về nhà xong bật phim lên xem. Đó, ngồi xem phim nè, quá xịn luôn đúng không? Màn hình siêu to luôn, đó, ok. Rồi, với lại là bên đây nữa nè, chúng ta sẽ có thêm cả gọi là khoai tây chiên nữa nè. Đó, mấy bạn đi xem phim, mấy bạn có thấy là trong rạp chiếu phim người ta có hay bán nước nè, bán bắp rang bơ nè, đúng không? Thì ở đây thì Phong có khoai tây chiên luôn nè, ghê không, đó. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ đó, ghê chưa. Ok rồi, đó, lượm được nước luôn nè các bạn ơi. Bấm vô cái này là chúng ta sẽ được nước nè, thấy không? Bấm vô nè, đó, nước dằn ra ngoài. Quá trời nước luôn. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy luôn bạn ơi, bấm vô cái nút này là sẽ có nước văng ra ngoài nè. Đó, ghê chưa. Bên đây bấm vô cái nút thì sẽ có khoai tây chiên văng ra ngoài. Đó, tha hồ lấy luôn thì sao mày? Lấy hết luôn. Nhầm. Lấy hết luôn. Ở đây là miễn phí mà, lấy hết luôn. Ok. Rồi, tiếp theo đó nữa nè. Cái này chính là cái quan trọng nhất nè mà Sammy không hề biết các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nè. Sammy có thấy cái chỗ lẫm chỗ này không? Tôi thấy kỳ, tôi tưởng Long quên bỏ sách chỗ này. Trời ơi, tào lao. Rồi, cái chỗ này á, tôi để mấy kệ sách là chỉ để trang trí thôi. Còn cái chỗ này á, là một căn hầm bí mật thứ 3. Đó, ghê chưa? Căn hầm bí mật thứ 3 luôn nha. Đây, mình sẽ cho Sammy xem nè. Đây, Sammy đi lại mấy cái tấm thảm đây nè. Sammy có thấy mấy cái tấm thảm mà nó nhô nhô lên không? Đó, Sammy chỉ cần chọi xuống đó là nó sẽ mở ra một căn hầm bí mật. Ta-da! Ghê chưa? Là có lý do hết nè, trời ơi, tự làm cho rồi, đẹp. Qua đây, tôi sẽ chỉ Sammy xem nè. Vào đây. Đó. Thì khi mà vào trong căn hầm bí mật á, Sammy muốn đóng cửa lại đúng không? Sammy chỉ cần bấm cái nút này thì nó sẽ đóng cửa lại. Đó. Rồi, và cái chỗ này là chỗ nào Sammy biết không? Mở. Chỗ mở nè. Tào lao, tôi hỏi là cái căn hầm bí mật này là chỗ nào Sammy biết không? Ai biết chưa vào luôn á. Đó, thì mấy bạn ơi, mình sẽ nói cho bạn nghe luôn nha. Thì căn hầm bí mật này nè là Sammy chưa hề tham quan lần nào hết, thì mình cũng sẽ giới thiệu những bạn nào mà chưa tham quan ngôi nhà của mình nha. Thì căn hầm bí mật này chính là căn hầm thứ 3, là căn hầm dùng để chúng ta quẩy Vina Hay nè mọi người. Quẩy lên. Đây chính là căn hầm dùng để quẩy Vina Hay nha, mà mình sẽ cho các bạn xem nè, các bạn chỉ cần vào trong đây. Ok. Quẩy Vina Hay trong đây nha các bạn. Đó, vô đây. À, sau đó Sammy vào trong đây. Nè Sammy, đây. Trong đây nè, Sammy có thấy mấy cái cục này không?
Ấy, đen thùi lùi à, trời ơi, quậy cái đó sáng chân à, sao đen thùi lùi sao quậy được. Mấy cái cục này chính là cái sàn nhảy đó, coi tôi nè, bây giờ tôi sẽ vào trong đây. Chỗ này chính là chỗ đến cho người ta chơi DJ nè, đó, bùm chắc, bùm chắc, bùm chắc, bùm đó, hiểu không? Đây, từ từ. 1, 2, 3 cũng chúng ta cùng nhảy đúng không? Ờ, đúng rồi, 1, 2, 3 chúng ta cùng nhảy. Đây, nè, ở chỗ này nè, chúng ta có một cái rương á, chúng ta chỉ cần bấm vào cái rương này. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ vào trong đây một cái ly nước nè thì sàn nhảy sẽ được bật lên. Ta da. Lên. Dạ, em là ca sĩ Bảo Hưng, em là ca sĩ Bảo Hưng, em đây hát nhạc miền Tây. Quẩy lên. Đó, sàn nhảy nè. Rồi Sammy thấy thấy ở xung quanh đây có mấy con đom đóm không? Đó. Mấy con đom đóm nó đang bay lại nè, làm cho gọi là bữa tiệc nó đẹp mắt hơn nè, thấy không? Đó, ghê chưa? Lấp lánh ánh kim cương luôn, quá đẹp luôn. Đó. Cái chỗ này là dành cho những bạn nào mà sau khi học bài xong á, mấy bạn có thể trốn xuống đây để mấy bạn gọi là quẩy Vina hay cùng với bạn bè đó, quẩy Vina hay lên đó. Ok rồi. Chúng ta chỉ cần lấy ly nước ra thì cái sàn nhảy sẽ biến mất. À, ok, quá xịn luôn. Rồi, ra ngoài. Xong rồi. Review xong rồi, ra ngoài nhanh lên. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần ra ngoài đây. Sao chúng ta thấy cái chữ mở không? Bấm vào chữ mở thì cửa sẽ mở ra. Bụp, đó, chưa ra ngoài. Wow, nhìn ngầu sợ luôn á. Rồi, bây giờ Sammy muốn đóng cái hầm lại đúng không? Sammy qua đây, Sammy thấy cái nút bên đây không? À, bấm cái nút này thì căn hầm sẽ đóng lại. Cái nút này là đóng hả? Đúng rồi. Ok, rồi, ra ngoài. Tắt điện, đi tiết kiệm điện. Rồi. Đúng rồi. Ok, ra ngoài. Rồi, bây giờ chúng ta đã gọi là xong được căn hầm bí mật thứ ba luôn rồi đó. Mấy bạn thấy là căn nhà 2 tỷ của mình có những cái gì hay không? Mấy bạn hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Thì ở trên đây là có một cái vài thứ thì chắc là Sammy cũng đã review cho mấy bạn xem rồi. Thì ở trên đây là nó có một cái hồ bơi nè, đó. Nhà 2 tỷ là phải có hồ bơi các bạn ơi, thấy không? Bơi nè, đó, thoải mái luôn. Đó. Ở trên đây là nhà 2 tỷ còn có thêm cả một chiếc trực thăng luôn. Đó, ghê không? Trực thăng nó xoay nữa bạn coi nè. Đó, nguyên một chiếc trực thăng to đùng luôn, nó xoay qua xoay lại nè, thấy không? Bay được, bà chui vô thử đây, bà chui thử, tôi cho nó bay cho bà coi nè, chui vô. Ok. Trời ơi, lần trước tôi không biết cách làm. Rồi chui vô đây. Ok. Rồi, rồi Sammy trong đó luôn nha, máy bay Sammy nha. Ok bạn ơi, thì mình đã thực hiện xong phi vụ bắt cóc Sammy. Ok. Trời ơi, Sammy đập luôn cái gì, cái trực thăng của mình rồi anh em ơi. Trời ơi, Sammy ác quá. Ok bạn ơi, thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để lại cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ nút subscribe, đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Mình đã gần đạt được 1 triệu subscribe đó. Anh em đừng quên hãy đăng ký hội cho mình nha. Và bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt, yêu anh em, bye nồi. Bye bye.